an thờ như thế con treo ảnh Phật được không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Ở đây chắc hai cái dấu của một cái dấu chấn chạch. Dấu chấn chạch thì thường có cái hình bát quái và một vài cái chữ nho viết loằng ngoằng trên đó. Hoặc rằng có một loại dấu chấn chạch trên đây vẽ con hổ và hình bát quái, hoặc không có hình bát quái mà có một số những cái chữ nho viết loằng ngoằng trên đó nữa, thì đó gọi cái đó gọi là bùa chấn chạch. Thì cái đó nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.